Chào tất cả các anh chị và các bạn, cùng hướng dẫn cho cả nhà chúng ta một cái video rất là nhanh để mà chúng ta biết cách sử dụng cái trang web của Amway để chúng ta mở thẻ cho khách hàng bằng cách mở trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể mở thẻ qua cái đường link ha, copy đường link nhanh và gửi cho người tiêu dùng để chúng ta có thể phát triển hệ thống thẻ khách hàng thật là hiệu quả. Rồi, đầu tiên các nhà chúng ta sẽ cùng nhau đăng nhập vào trong cái trang đăng nhập của mình. Mình vào trong trang amway.com.vn và chúng ta vào trong cái trang đăng nhập cả nhà ha. Bấm vô. Đó, chúng ta bấm đăng nhập. Thì cái phần này chắc cả nhà chúng ta đã nắm rồi. Rồi sau khi đăng nhập thì chúng ta sẽ đăng nhập vào số điện thoại và mật khẩu của cá nhân của mình để chúng ta vào trực tiếp cái trang của mình. Rồi, mình sẽ bấm vô cái chữ đăng nhập các anh chị ha. Đó, bấm vô chữ đăng nhập. Hiện nay cái trang Amway của chúng ta các anh chị được gọi là một trang thương mại điện tử mà Amway đã đầu tư hơn 500 triệu đô để xây dựng cái kênh giúp chúng ta có thể phát triển hệ thống người tiêu dùng, lưu trữ hệ thống người tiêu dùng và đặt hàng nhanh, chuyển về nhà ở tất cả mọi nơi trên tỉnh thành. Cho nên khi chúng ta biết cách sử dụng cái trang web của Amway thì các anh chị có thể xây dựng cái công việc kinh doanh của mình rất là dễ dàng để hỗ trợ cho toàn quốc các anh chị ha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong cái khu vực để chúng ta mở thẻ. Sau khi chúng ta vào trong cái trang chính của mình rồi, anh chị có thể bắt đầu vào trong cái khu vực đó là gì, trang cá nhân. Đó, có cái hình người. Rồi, bấm vào trang cá nhân. Đó, sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần là tài khoản của tôi. Rồi, và tiếp theo chúng ta vào tài khoản của tôi, chúng ta sẽ kéo lên các anh chị ha. Đó, kéo lên. Và chúng ta sẽ thấy là ở đây nó sẽ có hai khu vực để chúng ta mở thẻ. Khu vực thứ nhất đó chính là mở thẻ khách hàng trực tiếp. Đó, qua cái trang của mình. Khu vực thứ hai đó là sao chép cái đường link. Đó, để mà chúng ta gửi cho khách hàng, hoặc là chúng ta có thể sao chép cái đường link sẵn chúng ta lưu trữ, chúng ta gửi trên Zalo. Mỗi lần chúng ta mở thẻ thì chúng ta sẽ bấm nhanh vào đường link để chúng ta mở thẻ khách hàng thật là nhanh và hiệu quả. Rồi, bây giờ Phùng sẽ bấm sao chép cái này để mình lưu trở lại ha. Sao chép. Rồi, bây giờ Phùng hướng dẫn cả nhà hai cách luôn. Đầu, và chúng ta vào trực tiếp trang web, sau đó chúng ta sẽ bấm vào chữ khách hàng nhà phân phối, bấm vô đây. Rồi, ok, bấm vào. Thì cho nhà thấy nó sẽ ra cái chỗ là gì, đăng ký khách hàng nhà phân phối. Chúng ta bấm vào. Với khách hàng nhà phân phối các anh chị thì chúng ta mở rất là nhanh và rất là đơn giản. Đó, thì khi mà chúng ta bấm vào trong cái khu để mở thẻ khách hàng nhà phân phối thì cái tên bảo trợ chúng ta đã có sẵn ở đây, chúng ta không cần phải nhập. Và chúng ta chỉ cần kéo lên ở bên trên và chúng ta sẽ cần đăng nhập những thông tin của khách hàng, đúng không ạ, nam hoặc nữ. Đó, chúng ta đăng nhập vào. Đó, mình bấm họ tên vào đây, ví dụ như là bấm vào là khách hàng là Đỗ Minh Phùng, đúng không ạ. Rồi là nam thì mình check vào nam. Đó, rồi sau đó chúng ta chọn một khu vực này thì chúng ta chọn năm sinh. Đó, ví dụ như năm sinh 1989. Đó, rồi ví dụ như 1 tháng 1. Đó, rồi chúng ta sẽ đánh số điện thoại vào, ví dụ là 0901270747. Đó, nhập điện thoại vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhập vào liên lạc, đúng không ạ, liên lạc, ví dụ như là ấp, rồi chọn tỉnh, đúng không ạ, chúng ta chọn tỉnh An Giang, ví dụ chúng ta huyện An Phú, xã Đa Phước, ví dụ như vậy, đúng không ạ. Rồi, được không anh chị? Rồi sau đó chúng ta chỉ cần xuống. Đó, anh chị hình dung ạ. Đó, chúng ta chỉ cần là gì ạ? Là check vào những cái ô thế này. Chúng ta đăng nhập tỉnh, quận, huyện và xã. Đó, và trên đây là chúng ta là ấp. Rồi, và sau đó chúng ta kéo xuống, chúng ta check vào đây. Check vô. Rồi, chúng ta bấm chữ gửi anh chị ha. Đó, bấm chữ gửi. Và sau khi mình bấm chữ gửi xong, bấm chữ gửi. Rồi, Phụng ví dụ như bây giờ mình sẽ bấm chữ gửi. Đó, sau khi bấm chữ gửi xong thì ở trên đây nó sẽ ra một cái chỗ được gọi là tạo mật khẩu. Đó, thiết lập tài khoản của Amway. Đó, thì mình sẽ bấm vào đây để mình tạo một cái mật khẩu cho khách hàng. Đó, và chúng ta cùng nhau làm một cái nguyên tắc mật khẩu nó đơn giản thôi. Ví dụ ngày hôm nay khách hàng tên là Phụng thì mình chỉ cần nhập cái mật khẩu là gì ạ? B, B. Đó, B viết thường thôi, được không ạ? Từ 1 cho tới 8. Đó, như vậy là chúng ta sẽ rất là dễ hỗ trợ. Hoặc là ai là tên Thanh thì chữ T. Đó, từ 1 .. cho tới 8 để chúng ta dễ dàng mua hàng cho người tiêu dùng của mình. Các anh chị ha, không cần cầu kỳ về cái mật khẩu.
Rồi chúng ta chỉ cần vào đó chúng ta nhập mật khẩu 2 lần là chúng ta sẽ hoàn thành cái thẻ của Amway, được chưa anh chị? Đó, đây là cách thứ nhất để mà chúng ta gọi là gì, vào trực tiếp trang web để chúng ta mở thẻ. Rồi bây giờ Phụng hướng dẫn cách thứ hai. Lúc nãy Phụng có copy cái đường link rồi đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ sao chép cái đường link đó, mình gửi vào một cái trang Zalo. Rồi bây giờ Phụng sẽ vào một cái trang Zalo. Ví dụ như mình vào trang Zalo của Thò. Đó, mình sẽ dán cái đường link vào các anh chị ha. Mình sẽ dán cái đường link nè. Đó, dán vào. Đó, thì đây là cái đường link của gì? Đây là cái đường link của cái thẻ Amway cá nhân của mình. Cho nên khi mình chỉ cần gửi cái đường link này. Đó. Bạn mình bấm vào mở thẻ là nó sẽ nhảy cái tên khách hàng vào trong hệ thống của mình luôn. Ví dụ bây giờ Phụng sẽ bấm vào đây ha, Phụng sẽ bấm vào đường link này. Bấm vào. Đó, thì cả nhà thấy là ngay lập tức là cái đường link nó sẽ chuyển qua bên cái khu vực mở thẻ. Đó, thì ở đây chúng ta có thể mở hai dạng thẻ. Đó là thẻ nhà phân phối và thẻ khách hàng. Đúng không ạ? Thì thường khách hàng họ sẽ bấm vào thẻ khách hàng. Rồi mình chỉ cần bấm vô, ví dụ như mình bấm vô thẻ khách hàng. Bấm vào. Là ngay lập tức nó nhảy vào cái trang để mình đăng ký. Và nhớ chỗ này là mình bấm chữ đồng ý ha. Đó, bấm chữ đồng ý nha. Rồi. Rồi sau khi nó nhảy qua trang mà cả nhà thấy không ạ? Chỉ cần nhấp vô đường link là ngay lập tức nó có luôn cái tên bảo trợ, rất là tuyệt vời. Và đây là cái trang mà Amway đã hỗ trợ để giúp cho mình có thể mở ra cái hệ thống khách hàng rất là nhanh. Ví dụ mình có cái người bạn ở Hà Nội, chỉ cần mình copy đường link mình nhắn cho bạn mình nói là mày bấm vô mày mở thẻ đi. Mình có bạn ở Cà Mau, mình nói là gì gửi cái đường link qua, nói bạn bấm vào trong cái link đó và bạn tự mở thẻ khách hàng cho bạn đi. Đó, thì có thể là gì, chúng ta sẽ tạo ra cái khách hàng gọi là tự động luôn cả nhà. Đó, nhưng mà tuy nhiên là để hỗ trợ cho thật là tốt thì chúng ta hãy nên tự làm thẻ cho người tiêu dùng. Thì như vậy chúng ta sẽ quản lý được cái người tiêu dùng của mình tốt hơn cả nhà nha. Đó, rồi và trong quá trình chúng ta có thể đăng những cái bài chia sẻ cái cảm nhận của chúng ta trên cái trang thương mại xã hội, ví dụ như Zalo, Facebook, thì anh chị có thể là đính kèm cái đường link này vào trong cái bài đăng. Đó, và gợi mở cho khách hàng bấm vô đường link đó để cho mọi người mở thẻ khách hàng đi siêu thị. Đó, được mở thẻ miễn phí, cái thẻ tiêu dùng đi siêu thị Amway được giảm giá trọn đời 10%. Đúng không ạ? Trao cái quyền lợi cho người tiêu dùng. Rồi thì đây là cái cách mà chúng ta mở thẻ gọi là khách hàng Amway. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cho cả nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tăng trưởng hệ thống người tiêu dùng của mình và nhanh chóng đạt được sự thành công. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.